Ngày 19 tháng 10, ông Võ Minh Hoàng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông thành phố Sóc Trăng, cho biết, nhà trường sẽ họp để kỷ luật em Đặng Khánh Đăng, lớp 10C2, vào ngày 20 tháng 10. Nam sinh này cũng đang bị cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc đáng tiếc xảy ra sáng 16/10 tại khu vực nhà vệ sinh của trường Trung học phổ thông thành phố Sóc Trăng. Khi đó, Đăng dùng dao mang theo người rạch vào bụng em Bùi Minh Trung, lớp 12C3, khiến nạn nhân phải nhập viện khâu nhiều mũi. Theo một giáo viên, trước khi xảy ra vụ việc, Đăng có đùa mạnh tay với một nữ sinh cùng trường khiến nữ sinh này khóc. Do nữ sinh này chơi thân với Trung nên Đăng bị đánh. Trong lúc đánh nhau, Đăng dùng dao gây thương tích cho Trung như đã nói. Hiện, Trung đang điều trị vết thương trong bệnh viện, còn Đăng thì bỏ học 3 ngày nay.